trăng tôi bán trăng cho chàng bán tình duyên ư hẹn hò cho từ nay luôn vững bền cho ngày mai trên đường nhà đã đến tham dự buổi chiều thơ nhạc Hà Mạc Tử và giới thiệu tác phẩm Lá Trúc Tre Ngang Chuyện Tình Cô Tô của giáo sư của chúng tôi, giáo sư Hoàng Cẩm Hoa. Chúng tôi cũng xin được hân hạnh giới thiệu quý vị giáo sư Kim Oanh, vị giáo sư kính mến mà chúng tôi coi như là nhân hậu Gia Lâm, miền Đông Hoa Kỳ. Chúng tôi xin trân trọng mời giáo sư Kim Oanh để có nghe lời quý vị. Xin tôi xin được cảm ơn sự hiện diện của các hội đoàn bảo trợ, hội Á Hữu nữ sinh nhật, cộng sinh viên, cộng nữ sinh Gia Lam gì đó. Mặc dù bận rộn với đại hội thế giới thì bảy thế giới đầu tháng tới là tháng tư, đã đầu tháng tư vẫn các chị vẫn vui vẻ rất là tay buổi sinh hoạt văn hóa hôm nay. Xin cảm ơn hội văn hóa của miền Đông, nhà Việt Nam, các anh chị nhóm quốc học Đồng Khánh, các chị nhóm cô gái Việt đã ưu ái ủng hộ buổi ra mắt sách của chị Quỳnh Hoa, cộng giáo sư Gia Lâm. Khi Gia Lâm bắt đầu làm báo năm 1996, chị Quỳnh Hoa vừa viết bài vừa giữ chức cố vấn báo chí. Mấy em cứ thắc mắc, tháo nào là cô Quỳnh Hoa dạy anh Văn mà sao lại biết viết thế này? Thì thay thiệt cô Quỳnh Hoa đáp là: cô là người Việt Nam mà, sao lại không viết được? Không những chị Quỳnh Hoa viết được mà viết rất dễ đọc, tôi không khoe, đó là sự thật. Hai cuốn sách dịch từ tiếng Anh xuất bản năm 2010 và 2011, đọc lên người đọc không có cảm tưởng là sách dịch. Mong rằng sau này, sau kết cuốn lá trúc này, chị sẽ viết tiếp tục và Gia Lâm cũng sẽ hoan hô. Ủa thay mặt các chàng qua tay của Quỳnh Hoa, chúc mừng. Tôi cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Tuân, là em rể của chị Quỳnh Hoa, nhạc sĩ Vũ Phương, chắc lại sắp tới bởi vì nhạc sĩ là thủ sáo, và anh Phạm Duy Lý là người âm thanh rất là tốt hôm nay, ca sĩ, ngâm sĩ là hôm nay cũng là một số cũng là học sinh Gia Lâm, và tất cả quý khán giả có mặt hôm nay. Bây giờ thì tôi phải thêm một chút xíu nữa là thưa quý vị, chị Quỳnh Hoa chúng tôi dạy Gia Lâm nhưng mà ít gặp nhau ở Gia Lâm, chính là Gia Lâm thì không có để gặp nhau, nhưng mà sang đến Mỹ này đấy thì chúng tôi từ 75 từ 76 cô chị Quỳnh Hoa đi sớm hơn, thành ra biết nhau cho những lúc mà sinh hoạt của Gia Lâm. Và tôi phải nói một chuyện, cái này cũng hơi ngoài đề, chị Quỳnh Hoa có học đàn tranh với tôi và có một năm đó chị đệm cho tôi ngâm thơ. Và bởi vì chị lên xe hoa cho nên chị không tập nữa. Và hôm nay chị bắt tôi phải ngâm một bài thơ. Mà thưa quý vị, nếu mà lát nữa mà tôi vừa ngâm mà vừa đàn thì quý vị xin báo lỗi là bởi vừa ngâm vừa đàn thì sẽ không hay. Nhưng tôi rất cố gắng, tôi sẽ cố gắng. Bởi vì để cho nếu mà chị nghe không hay thì chị phải học trở lại. Và xin cảm ơn quý vị. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu, hân hạnh giới thiệu một người MC. Thì không nói thì quý vị biết rồi, cô Thanh Trúc là một MC của chương trình chiều thơ nhạc hôm nay. Ở vùng này thì ai mà không biết chị Thanh Trúc phải không ạ? Thì chị Thanh Trúc là một người
hết lòng với cộng đồng. Chị là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do, Radio Free Asia, và là phóng viên lão thành của Đài truyền hình SVTN, Hòa Thịnh Đốn. Mà tôi cũng nói thêm một tí là chị Thanh Trúc đã biết nhiều thứ tiếng, tiếng Pháp, tiếng Anh, cho nên bị phải đẩy đi để làm phóng viên, để làm những cái chương trình đắt lên. Thì bây giờ xin quý vị cho một trang, có một, mấy cô gia đăng không biết muốn nói cái gì một lớp thì thôi. Bây giờ để Thanh Trúc sắp ra lên thôi nha. Bây giờ mấy chị muốn cái gì đây? Để chị hội trưởng, hồi nãy cũng thế thì chị hội trưởng lấy nói. Tại vì thưa quý vị, phải công nhận như thế này, học sinh Gia Long bây giờ bà nội và ngoại cả, chúng tôi nhiều khi cũng ngang tuổi nhau, nói một cái chợ mắt đi cũng sợ lắm. Dạ, chẳng có tay. Các chị em, là chúng em xin được đại diện cho Hội Ái Hữu Gia Long miền Nam Hoa Kỳ, xin tặng giáo sư của chúng em là giáo sư Bình Hoa, có hoa tươi tắm nhất. Chúc cô dồi dào sức khỏe để hướng dẫn tụi em, và chúc là tuổi thơ nhà không ngày thành công rực rỡ. Và tiếp theo là chúng em cũng xin tặng một bó hoa nữa cho giáo sư Kim Oanh của chúng em. Cô Kim Oanh mặc dù rất bận rộn nhưng đã thay chúng em để tổ chức cái bữa tiệc, bữa ra mắt ngày hôm nay. Em xin tặng cô một bó hoa. Hôm nay được hôm nay mình phải cảm ơn chị Quỳnh Hoa, chị ra mắt sách, thành ra hôm nay tôi cũng được cái vinh dự. Hoa tôi đâu? Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả các chị Gia Long, luôn luôn là Gia Long như thế thôi. Thành ra vì vậy mà mình cứ sống chết Gia Long, làm cái gì mình có què chân què tay heo khăn thì cũng phải chạy tới. Xin quý vị giúp chúng tôi chạm vào tay, cảm ơn các bạn. Cô Quỳnh Hoa có nhắc, hôm nay có cô chứ không đang cố đi tới giả thư tất cả những giáo sư, nhưng mà các em như thế này, bây giờ cô hại nữa, thì bây giờ thưa quý vị cứ đi lên, làm nó sách đi, làm những cái chuyện gì hay, họ sẽ tặng hoa đấy, rồi các vị cứ đi lên nói một tí như tôi, hay là đền thơ, sẽ có một hai bó hoa, phải không ạ? Vỗ tay. Và thưa mấy em không có nhắc, chả có thể lên nữa đấy ạ. Thì khi nào mà thầy lên ra mắt sách thì các em cũng làm như thế thôi, và tôi cũng sẽ xin đứng lại đàn để chơi để được thêm bó hoa nữa. Cảm ơn cô, xin kính mời chị Thanh Trúc ạ. Cảm ơn cô Kim Oanh với những lời giới thiệu rất là nice, very nice cho Thanh Trúc ạ. Thanh Trúc nghĩ là Thanh Trúc không có xứng đáng được như vậy đâu cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn các tạo kiến của Gia Long với lại một cái gọi là giống như là gọi là coup de théâtre, phải không thưa giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, tức là một cái màn tôn sư trọng đạo mà chúng tôi luôn luôn những người Việt Nam của chúng em luôn luôn là nhớ đến những người mà một chữ cũng là thầy, mà nửa chữ cũng là thầy. Lẽ ra thưa quý vị, cái người dẫn chương trình hôm nay không phải là Thanh Trúc, mà là Thanh Trúc chỉ là phụ thôi, mà người chính là cô Kim Oanh, mà cô Kim Oanh bán gái cho Thanh Trúc. Cái chữ bán gái là Thanh Trúc mới học được. Dạ, thành ra Thanh Trúc cũng rất là cảm ơn đã cho Thanh Trúc cơ hội ngày hôm nay. Hồi nãy đó, khi mà đứng ở dưới Thanh Trúc, đứng ở dưới kia vì quá là đông, hôm nay trong cái khung cảnh như thế này, Thanh Trúc vừa đứng lên, Thanh Trúc đi xuống đó để chào một người quen, thì khi Thanh Trúc trở lên thì Thanh Trúc mất chỗ, và Thanh Trúc đi xuống, thành ra Thanh Trúc mới nghe được một cái ý tưởng này rất là dí dỏm, rất là hay, là anh Bùi Duy Lê đứng dưới kia với lại cái camera của anh đó, thì anh có nói như thế này là wow, hôm nay là các bà đẹp quá, áo dài tha thước, đẹp quá, hàng mặt tử đó mà được các bà yêu như thế, ổng như vậy cho tới giờ phút này mà các bà vẫn yêu ổng như thế, mà ổng bệnh nữa nghe Thanh Trúc, ổng mà không bệnh nữa còn yêu tới đâu nữa. Dạ, các bà yêu ổng quá. Thực sự ra thì đúng là tất cả những người Việt Nam, đặc biệt là những cô gái Huế, thì đều yêu thơ hàng mặt tử, những cái bần thơ nó vừa đẹp, nó vừa trang trọng, nó vừa hay, nhưng mà cũng có những cái bần thơ nó dữ dội quá. Khi mà Thanh Trúc học về văn minh Việt Nam và học về hàng mặt tử thì Thanh Trúc thấy là một người mà nói được là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dài khờ, thì mình thấy là cái tin mình như là có ai nắt vào cái tim mình một tí, mặc dầu mình chẳng có thể ngay đi để mà nửa hồn mình bỗng dài khờ đi, nhưng rồi lại có những cái bần thơ dữ dội từ một người thi sĩ như thế, là đêm nay
ta khạc hồn ra khỏi miệng. Cái gì vậy? Thế chú phải đọc hết cái bài thơ đó và thấy nó dữ dội trong cái cơn đau khổ tột cùng của ông và trong cái cô đơn đó, và nhìn cái vầng trăng sáng trên những cái đau khổ của mình. Và ông ta nói rằng là: ôi Maria, linh hồn con ấm lạnh. Thành ra mình thấy là Hàn Mặc Tử quả là một thiên tài, mà không hiểu vì sao định mệnh quá là đau, quá là khắc khe và quá là ác đối với một thiên tài như thế. Nhưng mà mình cứ tự hỏi là nếu mà nói như anh ấy, nếu mà ông không bệnh thì ông có được như thế không? Thưa thằng Trúc, câu này thì để cho tất cả những người ở đây hôm nay sẽ tìm hiểu tác phẩm Lá Trúc Che Ngang, chuyện tình của cô tôi, tức là cô Hoàng Thị Kim Cúc với thi sĩ Hàn Mặc Tử. Thưa quý vị, hồi xưa đó thì người ta thường nói rằng có những cái mối tình nó đẹp lắm, chỉ cần nắm tay nhau hoặc chưa nắm tay nhau, nhìn nhau thôi mà đã thấy cả một trời tình yêu, một trời yêu thương trong đó, người ta gọi là amour platonic, tức là nó không có cái gì gọi là vật dụng ở trong đó hết, mà tình yêu nó như gần như là nó được một cái gì đó thánh hóa, nó thăng hoa ở trong cái hai cái tâm hồn gặp nhau, hiểu nhau mà không phải đi qua tất cả những cái gọi là thường tình của thế gian mà vẫn yêu nhau. Thì thầy Trúc nghĩ là cái chuyện tình của cô tôi, khi mà giáo sư Hoàng Thị Quỳnh Hoa muốn nói về mối tình của nhà thơ Hàn Mặc Tử trao cho cô Hoàng Thị Kim Cúc, thầy Trúc nghĩ đây là, thầy Trúc tưởng đó là một mối tình đơn phương. Đọc xong rồi thì thầy Trúc mới biết rằng không phải là một mối tình đơn phương, nhưng không phải là một mối tình đơn phương mà hai cái tình cảm đó cũng chưa hề giao thoa với nhau, mà chỉ hiểu nhau một cách thầm lặng thôi. Cho nên hôm nay trong chiều thơ nhạc này, kính mời quý vị cùng bước vào vườn thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử, bước vào cái tâm hồn mê man, những là thâm trầm yêu thương thầm kín của một người con gái công viên môn hạnh của xứ Huế, Hoàng Thị Kim Cúc. Và tất cả những cái theo như tôi biết, cái nhà ý của tác giả Hoàng Thị Quỳnh Hoa hôm nay đó, là tất cả những cái số tiền hôm nay mà thu được đều dành để cho học bổng Hoàng Thị Kim Cúc ở ngoài Huế. Và cái học bổng này nó đã hoạt động rồi và nó đã giúp cho một số em ở ngoài Huế rồi. Để mở đầu, Thanh Trúc xin hân hạnh để mà được giới thiệu nhà văn, nhà thơ Hồng Thủy, chị là phó chủ tịch của Văn Quốc miền Đông Hoa Kỳ cùng với Gia Long, Phương Thúy là chủ biên của diễn đàn Cô Gái Việt, và hai chị sẽ lên đây để mạn đàm với tác giả, và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe. Xin mời quý vị. Xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, tôi xin phép được đại diện cho Văn Quốc miền Đông Hoa Kỳ có một bó hoa để tặng giáo sư Quỳnh Hoa, và xin kính chúc giáo sư sẽ còn nhiều tác phẩm mới nữa. Dạ, xin kính chào quý vị. Phương Thúy đại diện cho nhóm Cô Gái Việt rất hân hạnh được có mặt tại đây để ủng hộ cô Quỳnh Hoa. Cô cũng là một thành viên của Cô Gái Việt. Xin kính chào. Thưa quý vị, chắc là quý vị đã có cơ hội thấy cuốn sách và cũng thắc mắc. Thưa cô, thắc mắc của em đây là sau 100 năm mới có cuốn sách này. Vậy mục đích của cuốn sách là gì thưa cô? Mà phải đợi khá lâu mới có. Hôm nay chắc là cô phải là thế. Vậy thì cô, tôi là người Huế. Nhưng mà thường thường đó, mà ai mà nói về thu giọng gì là thu cứ bắt cái giọng đó à. Thế là mấy người phải tập hai cô này người Bắc. Tôi sợ tôi nói tiếng Bắc. Nhưng mà chỉ giấu thu giọng là phải nói tiếng Huế. Nếu quý vị mà không hiểu đó, thì nhờ cô Kim Văn thông nhỉ. Cô Kim Văn tài lắm. Giọng gì cô cũng hiểu, giọng gì cô cũng nói được hết. Dạ. Phương Thủy hỏi tại sao? Dạ, sau tới 100 năm. À, 100 năm sinh nhật của cô tôi mới ra cuốn này. Thật sự thì khi mà đọc thơ Hàn Mặc Tử thì chắc là ai cũng thuộc cái bài Đây Thôn Vị Già. Đó là ông viết để tặng cô tôi là Hoàng Thị Kim Cúc năm 1939, khi mà ông đau nặng. Thì là chú của tôi là Hoàng Tùng Ngâm viết thơ về cho cô là: chị ơi, hắn đau nặng lắm, chị gửi thơ thăm. Tại vì khi ở Quy Nhơn thì cô có gặp một đôi lần.
cô cũng biết là ông thương cô nhưng mà cô không trả lại. Thì cô viết chỉ là gửi cái ảnh thôi, cái phiến ảnh cô mua Hiểu Tăng bên ở Huế gửi vào và chỉ được thăm hỏi thôi. Thì sau đó thì ông Hà Mục Tử, ông viết vài thông vị và ông gửi ra tặng cô. Trong cuốn sách có nói rất là rõ trường hợp nào mà ông viết cái thơ, bài thơ thông vị và có mục đích của Hà Mục Tử khi mà ông viết tay ông gửi vào cho cô. Khi 1971, không hiểu sao mà ở Việt Nam người ta bắt đầu nói về Hà Mục Tử và viết rất nhiều chuyện về Hà Mục Tử và mối tình đầu của ông. Thì ông Quách Tấn viết rất là không có đúng. Ông Quách Tấn viết là bởi vì ông nội tôi chế Hà Mục Tử không xứng mặt đông sàn cho nên câu chuyện không thành. Cô nghe cô giận lắm bởi vì ông nội tôi không hề biết gì về Hà Mục Tử và không có cái chuyện đi hỏi đi nói gì cả. Thì cô viết thơ cho tôi, cô viết thơ cho tôi 1985, cô gửi thơ của Hà Mục Tử sang và cô nói em viết dùng cải chính cho cô chứ bây giờ cô không muốn nghĩ đến sự đời nữa. Lúc bây giờ tôi nhát gan lắm, đâu có dám viết. Nhất là những cái người mà họ nói đó đó là toàn những tay to mặt lớn không à. Ông Quách Tấn, ông Chế Lan Viên, ông Trần Thanh Mài, ông Võ Long Tê. Thì tôi cũng được, không làm gì hết. Thì cô viết thơ cho ba tôi, cô tâm sự. Lần đầu tiên cô tâm sự, cô nói rằng em phải nói chuyện này về anh. Bởi vì có nhiều người nói tới mà nói sai. Thì khi mà cô gửi sang cho ba tôi đó, đúng 3 tháng sau thì cô bị tai nạn ở Sài Gòn và cô mê luôn và cô mất ở Huế. Thì tôi giữ những cái tài liệu đó nhưng mà không dám viết. Đến năm 2000 tôi về Huế thì tôi nói em tôi đem tất cả thì tài liệu cô để lại. Thì tôi rất ngạc nhiên, tôi thấy là cô viết thơ cho ai cô cũng lại 2 bản. Cô để một bản, cô để lại. Vì vậy cho nên tôi được đọc hết và đọc thơ của chú tôi khi mà Hà Mục Tử mới mất. Đọc thơ của tất cả bạn bè, của tất cả những người khác gửi cho cô. Rồi tôi bắt đầu tôi muốn viết nhưng mà đều làm biếng lắm. Thành ra cũng chả làm gì. Đem về rồi cất thôi. Cho đến 2012 thì tôi mới bắt đầu tôi thấy là mình phải viết. Vì đến gần 100 năm sinh nhật cô rồi. Thì lúc đầu đó tôi cũng muốn viết một bài thôi. Bài để mà để chỉnh lại những chuyện đó thôi. Nhưng mà cháu tôi ở Cali, cháu tôi nói là không, cô phải viết một cuốn sách đi, nào cũng được. Tại vì sách đó thì nhiều người đọc, còn một bài viết thì ít người đọc. Thì cũng nhờ cái lời nói của cháu cho nên tôi ngồi tôi viết, bắt đầu viết từ Cali. Thì viết thì đến năm 2013 đó, là trước ngày sinh nhật của cô. Trước ngày sinh nhật của cô thì tôi đem về Huế, bởi vì ở Huế những người lớn lên đều là học trò cô cả, nếu mà là học trò đồng thắng. Ai cũng biết đến cô, nhất là gia đình Phật tử thì biết rằng cô là chị trưởng, cô là trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên. Cho nên tôi hy vọng là mọi người còn nhớ cô và quý mến và đến tham dự lần này làm ở Huế và ra mắt sách ở Huế ngày 15 tháng 9 2013. Thì cái cuốn này đó bây giờ cũng không phải là mới ra nhưng mà sáng từ tháng 9 2013. Và cũng xin lỗi bà con ở đây, đáng lẽ là phải trên làng ở đây trước với tôi ở đây nhưng mà không có sách cho nên không có thể nào thì làm được. Sách đem qua rất là khó. Thành năm ngoái, tháng 7 năm ngoái, mẹ em Gia Long ở Nam Cali tổ chức ra mắt sách giùm tôi. Tại sao? Là tại vì một kỳ bàn chỉ đem một thùng sách từ Sài Gòn thẳng qua Cali. Vì vậy cho nên là ra mắt sách tại Cali. Chúng tôi rất tiếc vì đem con được có 50 cuốn, một tiếng đồng hồ là bán hết. Mẹ em Gia Long không có kịp mua nữa. Và xin quý vị mừng là tôi có cái học bổng đó, là bắt đầu đã cho, bây giờ cho được bố em rồi. Hôm đó có 50 cuốn thôi mà thu về được 1700 mấy chục đồng đó. Và tôi rất là mừng tại vì có những người biết học bổng cho nên họ cũng giúp đỡ. Như cô nói đó thì là cô Hoàng Thị Trung Quốc không có một chút tình trong đó. Nhưng mà cái tựa sách là để chuyện tình của cô tôi. Như vậy đây là một sự khẳng định hay sao? Thì khi mà cuốn sách ra đó, có những người trong họ cũng bất bình. Họ nói tại sao mà biết là chuyện tình của cô tôi, cô đâu có tên đâu. Thì tôi nói thôi từ từ đọc rồi rằng hẳn hay. Bởi vì bây giờ nói là
cô truyền hàng một tuần và cô tôi thì phải cũng rồi thôi. Cho nên tôi vì đây là trường tình của cô tôi thì người ta phải đóng những cái trường tình gì đây, mà xưa nay bao nhiêu người ta trong 50 năm người ta biết rất là nhiều, mà ai biết thì cũng là hư cấu cả, tại họ đâu có biết sự thật. Bây giờ phải đọc thì sau một cô, người cô của tôi cũng biết văn rất hay của Canada. Cô phải thơ, cô xin lỗi, cô nói bây giờ đọc rồi thì cô thấy là không sao cả. Và ngay cô thương thương là bà Phạm Quỳnh đó cũng mới vừa gọi tôi đây mắng mỏ mà thật sẽ biết như vậy. Cô là rất là thần đồng, không bao giờ chị ơi chị đọc chị đã thì mình chỉ chưa đọc chị mới thấy thôi. Dạ ta không mời quý vị đọc thì quý vị sẽ thấy. Dạ con kính thưa quý vị, kính thưa giáo sư Nguyễn Hoa, khi mà em đọc cái cuốn mà chuyện tình của cô tôi đó thì cái đầu đề chuyện tình của cô tôi thì làm em hào hứng lắm, là tại vì em cũng được đọc nhiều bài báo, nhiều cuốn sách viết về chuyện tình của Hoàn Ngọc Tử và cô Hoàng Cúc, thì tức là có hai bên cũng có qua lại và có nhiều giả thuyết còn nói là mối tình rất là thắm thiết. Thế nhưng bây giờ khi em đọc bên trong đó thì là hoàn toàn em nghĩ là cái này là cô, là chị viết theo lời dối răn của cô Hoàng Cúc, và cũng như là những giấy tờ mà cô Hoàng Cúc để lại, những tất cả những tài liệu mà cô để lại, thì tức là coi như cũng như gia đình cũng bất tình, là nếu mà cái đề tài như vậy tức là cả gia đình lẫn tác giả lẫn nhân vật chính là cô Hoàng Cúc đều xác định là không có một chút gì vấn đề yêu đương gì đối với thi sĩ Hàn Mặc Tử cả. Thế thì em trong, có thể là em là một cái người viết văn và một cái người lãng mạn, thì em hơi thất vọng là tại vì khi mà một nhà văn nổi tiếng như vậy và mới với một người con gái cũng nổi tiếng về cả gia phong lẫn đức hạnh lẫn đủ mọi thứ, nếu mà có cái tình yêu gì một chút, cái tình yêu mà nhẹ như tơ trời thôi thì nó sẽ đẹp biết bao, tại sao bây giờ lại phải cứ nhất định xác định là không có cái gì hết? Nếu không có cái gì hết thì cái bài thơ mà sao anh không về chơi thôn vĩ nó không có giá trị gì cả, nó không có nghĩa lý gì cả. Cái đó chỉ là một cái tình yêu một chiều mà mơ mộng, rồi ông này ông đâm ra ông ấy gửi, không có cái gì hết. Thì bây giờ em xin được phép đứng về phía, như em là người thân của thi sĩ Hàn Mặc Tử, giáo sư là người thân của cô Kim Cúc, giáo sư nói là cô tôi không có yêu gì ông đó hết, ông chỉ có yêu một chiều và tất cả chỉ vậy thôi. Nhưng mà em là đại diện cho thi sĩ Hàn Mặc Tử thì em xin thưa, em xin thưa là cô Kim Cúc có một chút tình với Hàn Mặc Tử, không thể nào, không thể nào không có một cái gì hết. Cái tình đó nó là một cái tình yêu rất là đẹp, nó mong manh như tơ trời, nó nhẹ như sương khói vậy đó. Tại vì khi mà cô Hoàng Cúc nghe thấy người cao dân của cô, người anh họ của cô nói là Hàn Mặc Tử đau thì nên viết một mấy chữ thăm như là an ủi tinh thần ông, thì cô Hoàng Cúc đã đi mua, chọn mua một cái cặp postcard mà có hình một con đò. Kính thưa quý vị, với những cái người mà có tâm hồn nghệ sĩ, những cái người viết văn đó, thì cái con đò là hình ảnh của một sự đợi chờ. Tôi luôn luôn tôi nghĩ như vậy, con đò đậu trong một cái bến là một hình ảnh của sự đợi chờ. Thế thì cô Hoàng Cúc, chị cho phép em nói xong rồi chị nói, tại vì nếu mà nó ngắt lại chị em. Khi mà cái hình ảnh một con đò như vậy đó, và cô Hoàng Cúc thì chỉ có viết mấy chữ rất là đơn sơ là hỏi thăm thôi, thì tại sao cô lại không dám ký tên? Khi người ta có tịch người ta rục rịch, đúng không? Nghĩa là cô có một chút cảm tình, nhưng vì cô sinh trong một cái gia đình lễ giáo, và cái nề nếp của gia đình, cái gia phong, nhất là ở xứ Huế cổ xưa đó, mà trong một cái gia đình như vậy, cô lại là một cái người rất là nhút nhát, đoan trang. Thì cô cho cái chuyện là nếu mình có cảm tình với một người đàn ông nào đó là tội lỗi, là một cái điều xấu. Cho nên là cô tự dối lòng cô bảo không, mình là con người đoan trang, trong cái gia đình mình không bao giờ mình làm cái chuyện xấu đó hết. Do đó là mình không có yêu anh chàng này, mình chỉ có cảm động là anh chàng ta yêu mình viết mấy chữ. Nhưng mà thôi mình dài gì, mình ký tên làm cái gì? Mình ký tên nữa người ta lại tưởng người ta có tình, mình có tình ý gì thì sao? Cho nên cô không có ký tên. Cái không có ký tên đó cho cô thấy, cho thấy là
trong lòng cô có một cái chút gì đó, cho nên cô mới phải lo cô đề phòng như vậy, đúng không ạ? Chứ vậy đồng ý. Chứ còn nếu mà tôi là một cái người, tôi chỉ là người bạn, tôi chỉ là một người bạn mà ông là người bạn của anh tôi quý ông, giờ ông đau ốm anh tôi nói tôi biết tôi phải thăm, thì tôi cứ việc biết tôi ký tên, tôi nghe nói anh đau chúc anh chóng bạn hoàng phúc có cái gì đâu, tại sao phải sợ phải không ký tên? Đó là hai điểm. Cái điểm thứ ba nữa là cô đã over protect ông Hà Mặc Tử. Cái chuyện ngày xưa, cái thời ngay cả em lớn lên đây này, cái thời em thôi chứ không phải thời cô Hoàng Phúc, là thời cha mẹ rồi, thì tất cả những cái mối tình tan vỡ đều là không có đăng hộ đối hết. Tức là khi cao đẳng bất thành phục vụ, cũng rất có nhiều người, ngay bản thân em cũng có nhiều người mà ví dụ họ cũng quý em, nhưng mà gia đình em cũng thấy là không có một đăng hộ đối thì không có gả, có thế thôi. Thì cái đó không phải là cái điều xấu cho cái người mà bị từ chối, không có cái gì xấu. Tại sao cô Hoàng Phúc phải lo lắng cái chuyện là thì là ông Hà Mặc Tử ông đâu có bị gia đình tôi chê đâu, mà tại sao bây giờ cứ cải chính rằng không, ông không hề đi hỏi gia đình tôi, không hề chê. Tức là ông có cảm tình với cô, với cô có cảm tình với ông Hà Mặc Tử, thành ra cô thương, cô không muốn ông ấy bị xúc phạm bất cứ dù là chỉ một cái nhỏ thôi. Đó thì theo suy của em thì những cái chi tiết nhỏ đó em xin xác định với chị là cô Hoàng Phúc có cảm tình với Hà Mặc Tử. Em xin tha lỗi nếu mà Thúy cũng đề nghị là chị nên viết một cuốn sách truyền tình Hàn Mặc Tử nghi vấn cần được giải bày. Đúng rồi, tôi chỉ xin thưa đây đó là cái suy nghĩ của một cô gái thế kỷ 20. Cô tôi đó là một người ở lên ở cái đầu thế kỷ 20, đây là đến thăm bố rồi. Thật sự đó, phụ này cũng hay hỏi cô, chắc là cô thích thì cô chỉ cười thôi. Cười là có rồi. Cô có cảm tình. Sau khi Hà Mặc Tử mất rồi thì tôi thấy cô đau lòng hơn, là vì cô viết thơ cho người em ruột là cô của tôi, nói rằng cô rất đau lòng tại vì cô quá là lù với chàng. Thì hôm tôi là cô Ngọc Anh đã lời lại chị, không phải là chị, nếu chị không là lùng, nếu thế này nếu thế kia, quý vị phải quan sát thì mới biết được. Và tôi nghĩ rằng không phải là ý cô muốn mua cho chiếc thuyền mà nó lãng mạn như là chị Hồng Thủy, là vì cô ở Huế đó chỉ có một tiệm chụp hình Tăng Vinh. Vâng, Tăng Vinh đó, cái chuyện hình Tăng Vinh đó thì đó là người cô học ở trường này, tức là chị em với cô tôi và cô cũng hay ghé chơi. Có thể cô ghé Tăng Vinh, có thể cái hình là Tăng Vinh đó rồi cô chọn thôi, chứ cô không có nhiều thì chọn ngựa. Và cô không cố tình chọn cái con đò ở biển sông đó, đó là tình cờ thôi. Kính thưa quý vị, nhưng mà đều Hàn Mặc Tử đó, khi ông nhận được cái tấm thiệp con đò đó, là tại vì theo như là tài liệu của giáo sư Quỳnh Hoa viết, thì tức là cái bài thơ mà sao anh không về chơi Thương Vĩ đó là của Hàn Mặc Tử viết riêng tặng cho cô Kim Cúc. Thì như vậy khi Hàn Mặc Tử nhận được cái cặp postcard mà cô hỏi thăm cái con đò đó, có thể Hàn Mặc Tử cũng đồng tâm trạng với em, cho nên nghĩ là cô cũng có một chút tình cảm với mình, cho nên mới gây cho ông cái xúc động mà ông muốn gửi một bài thơ cho cô để nói là ông hiểu cái tâm tình của cô, cho nên cái bài thơ mới là sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Tức là khi mà em gửi cho tôi cái con đò thì tôi hiểu là em mong tôi về chơi, cái con đò đó là sự đợi chờ, cho nên tôi mới gửi mới có cái bài thơ đó. Không thật như vậy, nếu không thì cái bài thơ nó không có ý nghĩa nữa. Quý vị thấy không? Tự nhiên lại đi gửi một cái sao anh không về chơi thôn Vĩ thì ông này vô duyên quá. Tại sao tự nhiên ông lại gửi cho tôi cái bài thơ đó, đúng không? Nhưng mà khi nhận được cái cặp postcard con đò thì tôi hiểu là có thể em muốn gửi gấm là em mong tôi về chơi,
Cho nên tôi mới làm cái bài thơ là tôi đã hiểu tâm tình em rồi. Cho nên là sao em không về chơi Trung Vĩ để gửi cho cái bài thơ đó, nếu quả thật là riêng tặng cho cô Hoàng Phúc thì đó là những cái lời mà tâm tình rất đẹp và rất nhẹ nhàng mà tế nhị của nhà thơ và một người con gái tín cẩn cao tường, khi mà họ muốn trao đổi cái tín hiệu tình yêu cho nhau. Thì em thấy cái đó, nếu mà phải cô Kim Phúc phải có một chút tình cảm với Hàn Mặc Tử thì cái bài thơ đó mới có ý nghĩa. Và cuối cái câu cuối cùng của bài thơ thì là lại có cái câu là ai biết tình ai có đậm đà. Cái đó là kết luận mở đầu thì sao em không về chơi Hương Vĩ, và kết luận của bài thơ là ai biết tình ai có đậm đà. Thành ra em xin thưa với chị và gia đình đừng có làm tan cái giấc mộng của chúng em. Hãy để cho Hàn Mặc Tử có một mối tình thật đẹp với người con gái kính cẩn cao tường là Hoàng Phúc. Em xin hết lời. À, giờ đây tôi cũng xin kể câu chuyện mà ở trong cổ sách không có. Là tại vì khi sách ra rồi, khi mà ra mắt sách ở Huế đó, thì là một người lên phát biểu cảm tưởng là phó hiệu trưởng trường trung học Đồng Khánh. Cô đó lại là bà con nhà ở gần bên, thì mẹ cô đó với cô tôi đó là ngang hàng, là bà con bà nhì. Thì cô ấy mới kể rằng khi mà cô tôi sang chơi thì một đêm trăng, thì cô nói rằng chắc là nhờ cái đêm trăng là lặng màn cho nên cô mới hỏi dì ơi, vậy cái khi mà dì biết cho ông Hàn Mặc Tử thì là như thế nào? Thì tự nhiên cô lại nói ra, cô nói rằng à, chú tôi là chú Hoàng Tùng Ngâm. Mới kể lại khi mà hắn được cái thơ của chị, tay hắn cầm mà ru như thế này nè, ông cảm động lắm và vội vàng viết cái thư đó. Thì cái đó không có ở trong cuốn sách, tại vì tôi không biết cho đến khi sách ra rồi. Cái bài ở đây Khôn Vĩ Giả đó, cái câu đầu đó, sao anh không về chơi Khôn Vĩ, nó làm một số người có nghi vấn đây là bài cô Hoàng Kim Cúc viết hay là Hàn Mặc Tử viết. Tại nếu vì ông Hàn Mặc Tử viết thì đã không nói câu sao anh không về chơi Khôn Vĩ. Thì thưa cô, theo em nghĩ á, nếu mà ông Hàn Mặc Tử không có cái lắc léo trong đó mà nói thẳng cái tâm tình mình thì ông đã sửa lại sao em không mời về Khôn Vĩ thì ai cũng hiểu ngay hết cả. Nếu mà em đặt trường hợp em á, là Hàn Mặc Tử thì em sẽ thẳng thắn thố lộ lòng mình chứ không có nói vòng vo. Thì vậy thành nên em mới có cảm hứng viết một bài là Ước Về Khôn Vĩ. Và em xin mời chị Bạch Mai, chị Bạch Mai lên ngâm cho quý vị khán giả cùng nghe nha. Đây là bài của Phương Thủy. Phương Thủy khi mà đọc cuốn sách và nghe về cái mối tình của Hàn Mặc Tử và cô tôi, Phương Thủy cảm hứng viết ngay cái bài Ước Về Khôn Vĩ. Oh.
tình chán chứa biểu lộ tâm hồn lắm say thơ cô thôi. Dạ, chắc là có cô cũng phải có một chút xíu cảm tình với Hà Ngọc Tử, vì sau khi Hà Ngọc Tử mất đi rồi thì cô sống một mình, cô không lập gia đình và cô đã dành chọn phần đời còn lại để mà gom góp tất cả những tác phẩm của Hà Ngọc Tử, bảo tồn sự nghiệp văn chương của Hà Ngọc Tử. Trong lần ra mắt sách tại Nam Cali, nhà văn Trần Bình Nam có một câu như thế này để em hỏi cô xem là có đúng hay không. Ông nói, có phải vì cô đã yêu và sống vậy để đáp ân tình người đã khuất? Thật sự thì không ai có thể kết luận là cô ở vậy để cô đáp lại ân tình người đã khuất, bởi vì không ai hiểu tại sao cô không lập gia đình. Ngày xưa cô rất là đẹp và ba tôi cũng có kể chuyện người này đi nói người kia đi hỏi, nhưng mà cô cứ lấy nê là cô ốm yếu, cô không thích lập gia đình. Ông nội tôi rất là tân, ông nội tôi người cô đồng, người cô thứ nhất là chị của ba tôi. Cô khi chị cô mới 21 tuổi bác mất rồi, cô quả chồng từ 21 tuổi. Ông nội tôi khuyến khích cô bước, cô lấy chồng thì cô nghiêm mặt và ông nội tôi cũng sợ, không dám nhắc tới nữa. Thật sự trong nhà không phải là áp lực gia phong hay là cái gì cả, mà cứ đoán là cô ở vậy vì cô thờ cái nạn Hà Mộc Tử thì cũng không đúng. Thì cũng không ai biết cái chuyện đó thì không ai biết, bây giờ phải hỏi cô mới biết được. Kính thưa quý vị, chị Hồng Thủy có gì nói thêm không? Dạ, phần mạn đàm của chúng tôi với tác giả tới đây chấm dứt. Xin mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ tiếp theo. Ở đây đó có một người nữa sẽ lên và với cái những cái gọi là những cái cảm nhận của ông sẽ nói về
tác phẩm Lá Trúc Che Ngàn. Và người này không ai khác hơn mà người mà chúng coi như là một ông thầy của chữ nghĩa, ông thầy của trí nhớ, là vì ông nhớ nhiều lắm, nhớ rất là nhiều. Đó là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Thanh Trúc xin mời giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Thế nhưng mà tôi sẽ bắt đầu như thế này. Nếu quý vị biết nhà văn Jean Cocteau của Pháp, anh ta vừa viết văn, làm thơ, làm phim đủ cả, nghĩa là một người văn nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Nhưng mà khi anh ta chừng độ 19 tuổi đó, thì anh ta lại đi một lần đi chơi ở Paris với cái ông Serge Diaghilev, tức là một người gọi là biên đạo vũ. Tiếng Việt nó có dịch cái chữ đó trong cái chữ choreography. Cái ông Diaghilev cũng là một người biên đạo vũ để làm ballet với các người vân. Thế thì cái ông Diaghilev thì ông cũng lớn tuổi hơn Cocteau rất nhiều. Thì Cocteau cứ đi theo anh móc cái ông Diaghilev xem có cái gì hay ho để dạy cho mình không. Thì ông Diaghilev một hồi ông mới quay lại, ông bảo: Jeune homme, étonne-moi. Này chàng trai, hãy cứ làm cho tôi bật dậy, làm cho tôi dựng đứng lên. Thế thì tại sao ông Diaghilev có thể nói cái câu như vậy? Đó là cái đó là tại vì rằng là ông Diaghilev cũng là người Nga lúc bấy giờ, trong cái thập niên 1920 ở bên Nga thì nó có một cái học phái đó, nó gọi là formalist, tiếng Việt nó gọi là hình thức chủ nghĩa. Thì cái hình thức chủ nghĩa nó bảo cái gì làm nên văn học. Tại sao cái câu nói chuyện của chúng ta ở đây thì không ai gọi là văn học cả? Mà tại sao một bài thơ của Hoàng Mộc Tử thì ta lại gọi nó là văn học? Thì cái nhóm formalist họ mới định nghĩa rằng là cái gì làm nên văn học hay là làm nên văn chương là cái tính cách văn chương của người ta. Mà cái tính cách văn chương của người ta là cái gì? Là những cái chữ rất là bình thường, nhưng mà chúng ta lạ lẫm hóa cái chữ đó đi thì tự nhiên nó thành thơ, thành văn và người ta nhớ. Người ta étonne người ta và người ta do đó người ta nhớ. Thế thì bây giờ lấy thơ của Hàn Mặc Tử ấy, thì chúng ta thấy ngay, ví dụ như anh, ông viết một cái câu: Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu. Trăng là một cái gì rất là quen thuộc trong cuộc đời chúng ta, nằm cũng là một chuyện gì rất là quen thuộc trong cuộc đời chúng ta, sóng xoài cũng là cái gì rất quen thuộc chúng ta, trên cành liễu tất cả từng chữ một thì nó rất là quen thuộc. Nhưng mà trăng nằm sóng xoài trên cành liễu thì rất là một cái hình tượng rất lạ. Bây giờ tưởng tượng trăng mà là như một phụ nữ mà có thể nói có khi hơi khỏa thân nằm sóng xoài trên cành liễu thì nó vô cùng lạ lẫm, nó làm chúng ta bật dậy, nó làm chúng ta không thể quên được cái câu nói đó. Thế thì thành ra là cái chất thơ của trong Hàn Mặc Tử nó là những cái chữ mà nó làm nó lạ lẫm, nó làm cho chúng ta nghĩa là bật dậy. Nó có thể là tiếng địa phương, chữ như chữ bư, chữ bưa, chữ này, những kia, các thứ này kia. Nó cũng có thể là những cái hình ảnh mà Hoàng Mặc Tử thì dùng rất nhiều chữ trăng. Hay là nếu mà thì dùng như là Xuân Diệu chỉ có mỗi một cái câu chữ cắn nữa. Hỡi Xuân Nồng ta muốn cắn vào ngươi, thì ai cho là cái câu nó rất hay của Xuân Diệu. Nhưng mà Hoàng Mặc Tử thích cắn ghê đấy. Hoàng Mặc Tử có cả chục bài thơ có chữ cắn ở trong. Thế ông cắn bật máu sau ra thì chúng tôi rất là nhân. Thì thành ra là những cái đó là cái làm cho chúng ta nhớ đến thơ của Hàn Mặc Tử. Thế nhưng mà chúng ta cũng không nên quên, tại vì trong nay hôm nay ai cũng thích muốn nghe chuyện tình, thành ra đôi khi quên mất cái mặt Hàn Mặc thơ của Hàn Mặc Tử. Nhưng mà chúng ta không nên quên là Hàn Mặc Tử là một nhà thơ công giáo và là nhà thơ công giáo lớn nhất của Việt Nam. Cho đến giờ phút này cũng chưa có ai làm thơ công giáo mà hay hơn được Hàn Mặc Tử cả. Hồi nãy Thanh Trúc có nhắc một câu: Maria linh hồn tự ớn lạnh, run như run thần tử thấy long nhang, run như run hơi thở chạm tơ vàng. Ai không thể tưởng tượng xong cái phần cuối: Phượng trì, phượng trì, phượng trì, phượng trì. Rất nhiều người trong rất nhiều năm có người ra ghiên gỗ đâu bật lên ông la cũng phượng trì. Cũng trong rất nhiều năm không ai hiểu cái phượng trì đó là cái gì cả, mãi cho đến một thời người ta mới kể chuyện rằng cái thời đó nó có một cái phim nó chiếu ở Việt Nam, nhưng cái hình ảnh cuối cùng nó là hình ảnh cái con chim nó bay đi và do đó nên nó bật ra cái chữ phượng trì, phượng trì, phượng trì, phượng trì.
thì cái đó là cái mà nó làm cho chúng ta để ý đến đến thơ của Hàn Mặc Tử. Hiển nhiên chúng ta không có thì giờ để mà bàn về thơ của Hàn Mặc Tử nhiều đâu, nhưng mà tôi thiết nghĩ nói đến một nhà thơ thì cũng phải nói một chút ít đến thơ của người ta, chứ toàn chỉ nói chuyện tình của người ta đấy thì nó cũng hơi vô duyên, phải không ạ? Thế bây giờ thế nói đến Hàn Mặc Tử thì chúng ta cũng không nên quên ông là chẳng may là một người bị một cái bệnh hiểm nghèo chết ở tuổi 28. Một nhà thơ đang nổi tiếng mà chết ở tuổi 28 thì ai cũng rất là thương tình. Ví dụ như là tất nhiên vì tự tử cũng không có trẻ lắm đâu, nhưng mà cái chết của cái tất nhiên làm cho người ta để ý đến tất nhiên và người ta trở lại thơ của tất nhiên. Thì Hàn Mặc Tử cũng thế, tự nhiên ông chết ở cái tuổi, ông chết ở cái tuổi 28 thì thành ra là làm cho nghĩa là người ta tự nhiên ta nhớ như là sau này có James Dean với các thứ nữa, người ta hết gì thì nhân đó người ta mới kể lại những cái chuyện tình của ông mà cái gì cái chuyện ở đây thôn Vĩ Dạ, tên thật của cái bài thơ là ở đây thôn Vĩ Dạ, có chữ ở chứ không phải chữ ở đây mà thôi, thì nó trở lại cái câu chuyện tình mà nãy giờ chúng ta có nghe thấy chị Phương Thúy, chị Hồng Thùy nói chuyện với cô Quỳnh Hoa, tác giả của cuốn truyện. Thì tôi nghĩ rằng cô Quỳnh Hoa có lý khi mà nói đến chuyện tình, có chữ chuyện tình ở trong cái tên của quyển sách. Là tại sao đâu, ít nhất nó là chuyện tình một chiều. Nếu chưa chứng minh được một cách hùng hồn rằng là cô Hoàng Thị Kim Cúc có yêu Hàn Mặc Tử hay không, thì ít nhất mình cũng chắc chắn là ông Hàn Mặc Tử có yêu cô Hoàng Thị Kim Cúc. Thì dù như đó là chuyện tình một chiều thì nó vẫn là chuyện tình, chứ nó không thể bảo là không là chuyện tình được, phải không ạ? Thế thì thành ra là tất cả những cái đó là những cái đấy. Nhưng mà nói đến đấy là chúng ta chưa nói gì đến nội dung của cuốn sách cả. Và tôi cũng không nghĩ rằng là tôi đứng ở đây để nói về nội dung cuốn sách. Mà tôi chỉ xin thưa với quý vị rằng là cái việc làm của cô Quỳnh Hoa là cái việc làm vô cùng là giá trị. Đó, cái chữ mà dùng chưa đúng nó gọi là cái chữ giải ảo, tức là demystifier. Người ta thêu dệt lên đủ các thứ huyền thoại về cái cuộc tình của Hàn Mặc Tử với cô Hoàng Thị Kim Cúc, Hàn Mặc Tử với lại Mộng Cầm, Hàn Mặc Tử với Thương Thương. Chẳng may tôi cũng được biết Thương Thương rồi, tôi đứng với cả con của Thương Thương đó, và chị Phạm Quỵ đó. Thế nhưng mà tất cả những cái đó đó thì có bao nhiêu cuộc tình, 3 cuộc tình lớn hay là 7 cuộc tình lớn, hay là tất cả những cái chuyện như vậy đó, thì quyển sách của Quỳnh Hoa đó chỉ lấy từng trường hợp một ra, chỉ giải ảo những cái chuyện huyền thoại liên quan đến cuộc tình của Hàn Mặc Tử, và do đó nó chỉ là một cái đóng góp rất là giá trị, tôi nghĩ đối với văn học, đối với lịch sử văn học của Việt Nam, cũng như là đây là chuyện rất gần Hàn Mặc Tử, nó cứ đi ra là rất gần, mà chúng ta còn bị nghĩa là bao nhiêu huyền thoại nó bao bọc chung vậy, thì thành ra là do đó nên tôi rất nghĩ rằng là cái việc làm chị Quỳnh Hoa làm rất là đáng ca ngợi, và do đó xin mời quý vị mua sách. Bây giờ Thắng Trúc giới thiệu với quý vị một dòng ngâm, đó là giáo sư Kim Oanh sẽ ngâm bài Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, mà có lẽ là quý vị sẽ nghe giọng Huế rất là Huế, và sau đó sao anh không về chơi thôn vì nhìn
Cháu xin hát cái bài Bên Thôn Vĩ Dạ là thơ Hàn Mặc Tử, nhạc của Phú Hòa, và sẽ bài này sẽ được chú Phạm Tuân để giúp. Sao anh không về, về lại chúa nắng trong vườn, nâng hàng cao nắng mới lên. Vườn xưa vẫn đó, vẫn còn đó, vẫn một quá xanh như ngọc. Nắng chút che câu đồ bến sông ngày xưa, còn ai chờ chẳng nơi
nay người ơi. Bóng xuân
Sáng ngủ dậy không biết hôm nay là thứ bảy chủ nhật. Hôm kia là tôi hứa đưa hai vợ chồng người bạn đi khám bác sĩ. Mà tôi ngủ dậy tôi nghĩ hôm nay chủ nhật hả, mình có thể nằm nướng. Sau nhớ là hôm nay thứ ba, phải đưa người ta đi vội vàng vậy. Nhưng mà 80 tuổi rồi thưa quý vị, tuổi ta là 81. Mà như vậy là cũng tốt lắm rồi, thành ra cũng không phàn nàn gì hết. Dạ, hôm nay đó thì là xin chân thành cảm tạ quý hội đoàn bảo trợ một lần nữa, hội Ái hữu Gia Long, nhà Việt Nam, ban ngũ miền Đông, hội Huế, nhóm đồng khánh quốc học bạn tôi, nhóm cô gái Việt, những cây bụng nữ làm văn làm thơ, mấy em Gia Long rất ngoan,
bận rộn sửa soạn cái đại hội thế giới thi bại tại Washington DC đầu tháng 4, mà cũng cố gắng tham gia tổ chức giới thiệu cho cô giáo của 50 năm về trước. Cảm ơn mẹ em. Hôm nay đặc biệt xin cảm ơn chị Phương của Gia Long. Nhờ chị Phương để nhờ người nhà và bạn của chị đem sách sang thì hôm nay mới có được cái buổi chiều hôm nay. Cảm ơn Phương, em Phương đâu rồi? Đó. Cảm ơn anh Phạm Duy Lý, người lo về âm thanh. Tôi chỉ nhờ anh làm giới thiệu mà anh sốt sáng giúp ngay. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp mặt anh. Và cảm ơn nhạc sĩ Vũ Phương. Nhạc sĩ Vũ Phương cũng lần đầu tiên tôi được gặp. Nhờ anh Thưởng giới thiệu mà anh cũng sẵn lòng giúp đỡ. Cảm ơn nhạc sĩ Phạm Tuấn là em rể tôi thì là phải giúp thôi. Cảm ơn các ngâm sĩ, ca sĩ, cảm ơn quý anh chị. Cảm ơn chị Thanh Trúc và cảm ơn bộ tôi cô Kim Anh đây. Và nếu quý vị có sách, quý vị mở sách ra trang 21 sẽ thấy tên cô Kim Anh. Là vì cô khi nào cũng hỗ trợ cho tôi. Mà hay la lắm, gọi điện thoại thì cứ la. Cái gì? Nhưng mà thôi, la một chút rồi thôi. Vì cô Anh đó, lúc nào mà tôi viết cái gì đó, hai cuốn sách, một cuốn sách dày gần 300 trang, cô Anh cũng chịu khó đọc hết từ đầu đến đuôi để mà sửa lỗi chính tả. Thì cô Phương Thủy và em Thủy và của Gia Long đó, làm bảo đó, cả em nói là bác chỉ rừng. Đồ tốt hiểu chỉ rừng cái gì. Nhưng mà em nói là chỉ rừng là lỗi chính tả đó. Là bác chỉ rừng. Thì cô Anh bác chỉ rừng, nhưng mà cô bác cũng hết đâu. Là bởi vì tôi người bác tiếng dầu hỏa dầu ngà không chữ T chữ C đó rất giỏi, nhưng mà cũng có khi không có đúng. Ví dụ như chữ dùng già rụt rè là R, mà có người viết là chữ D, tại vì người bắt đọc giống nhau thôi. Có một cô bạn tôi mời tới ăn bánh trứng rán và cô viết là dán D I N, tôi nói hiểu quá sao mà bà nào đây có món chứ hay quá dán. Nghĩa là đại khái là như vậy. Khi nào cô cũng phải đọc trước. Và cũng hai người là tại vì nói không có người Bắc, người Trung, người Nam gì đúng hết. Cái đó là người địa phương nói thôi. Khi chương trình chấm dứt với bài Bên Kia Sông do chị Hứa Thuận trình bày, tôi xin có đôi lời. Thơ tình của Hàn Mặc Tử buồn quá, bài nào buồn cả, trừ bài Mộng Gặp Thương Thương. Quý vị sẽ thấy ở trong này có phần phụ lục bài nói về chị Thương Thương. Thương Thương là bà Phạm Quỳ, là giáo sư Gia Long. Mà người ta cứ tưởng rằng đó là một cái nhân vật tưởng tượng do ông Trần Thế Đệ tưởng tượng ra thôi, nhưng mà thật sự có chị Thương Thương. Vì Hàn Mặc Tử bài thơ nào buồn, cho nên tôi nghĩ là quý vị trước khi ra về cho thoải mái, cho vui vẻ hơn, thì tôi yêu cầu Hiếu Thường chọn bài Bên Kia Sông. Đấy cũng là một thơ tình rất là hay. Mà tôi, tại vì tôi xa Việt Nam lâu rồi, tôi mới nghe lần đầu tôi thích quá. Thì tôi nói về bà chị dâu tôi, hay quá. Bà chị dâu nói, ủa bài này lâu rồi mà. Nhưng mà tôi đột nhiên tôi mới được nghe lần đầu thôi. Và tôi nói về dâu tôi, bài này hay lắm, em sẽ hát. Bài Bên Kia Sông, thơ của Nguyễn Ngọc Thạch, nhạc của Đức Quang, Nguyễn Đức Quang phổ nhạc. Một bài thơ tình, một bài thơ về một mối tình đẹp, có happy ending. Ở trong đó có lời, này người yêu anh ơi, yêu nhau mình đưa nhau tới, tới bến bờ hạnh phúc. Xin mời Hiếu Thuận. Này người yêu anh ơi, bên kia sông là ánh mặt trời. Này người yêu anh, bye.
thứ nhất là để xin cảm ơn chị Thanh Trúc đã làm MC rất vui. Cảm ơn chị Thanh Trúc. Và cuối cùng nhưng mà last but not least, tiếng Anh nó nói nữa. Yeah, tôi xin cảm ơn các bạn tôi đã lo về ẩm thực. Chị Hồng, chị Làng, chị Thái, chị Phương Chi, em Hoa và chị dâu tôi và mẹ em Gia Long đã làm tất cả những cái món này. Tôi có ý kiến, mời quý vị lên chụp với bà mời cái hành. Mời mấy chị. Dạ vâng, Thanh Trúc cũng xin bổ túc hai vị giáo sư là giáo sư Kim Oanh và giáo sư Quỳnh Hoa là như thế này. Thanh Trúc một lần nữa đó, Thanh Trúc xin quý vị, tất cả quý vị, xin quý vị ở dưới kia cũng vậy nữa. Now put your hand together for yourself. Thanh Trúc muốn cảm ơn từng quý vị ở đây nè. Là tại vì quý vị khi mà quý vị ngồi cho đến phút cuối cùng đó, cho đến phút cuối cùng là quý vị là những người mà thích những cái không khí mà ra mắt sách như thế này. Những cái này đó mai mốt nó sẽ mất đi, mai mốt nó sẽ không còn đâu. Bây giờ mà Thanh Trúc còn đọc ở trên internet nhiều hơn là Thanh Trúc cầm cuốn sách Thanh Trúc đọc. Cho nên đó Thanh Trúc thấy là quý vị đã ngồi lại đây lắng nghe từng lời thơ, từng lắng nghe từng tiếng nhạc và lắng nghe từng lời chia sẻ của từng người đó, thì xin quý vị một tràng vỗ tay mà khen chính mình, những người rất là bận rộn ở đây. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Như là ông Nguyễn Mục Trinh rất là bận rộn, ông chủ tịch cộng đồng Đoàn Hữu Định hồi nãy cũng là rất là bận rộn. Hồi nãy tôi cũng thấy có giáo sư Norman Văn Toại, không biết là ông còn đây không, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, bà Nguyễn Ngọc Bích, nhà văn Trương Anh Thụy, rồi anh chị Ngô Phi Đạm, Vũ Thanh Trúc, rồi and so on, rất là nhiều người mà Thanh Trúc thấy ở đây. Thanh Trúc xin cảm ơn tất cả, bởi vì quý vị làm cho những người như Thanh Trúc nè cảm thấy là nếu mà mình còn níu được cái gì lại cho mình đó, níu được cái gì, níu cái mà nó sắp mất đi đó, sách vở, chữ nghĩa và những buổi ra mắt sách như thế này, quý vị là những người mà giúp chúng tôi níu nó lại để mà chúng ta còn có những cái buổi chiều có ý nghĩa như thế này. Cảm ơn từng khuôn mặt của quý vị, cảm ơn rất là nhiều tất cả quý vị ở đây. Dạ. Ôi xin lỗi, hôm nay tôi quên cảm ơn ông chủ tịch cộng đồng. Tôi cũng in trên ý sinh hoạt cộng đồng Thanh, tôi cũng biết nhiều lắm. Cảm ơn anh Trinh, cảm ơn anh Bùi Mạnh Hùng. Và có anh chị Lượng Lan, mà chị vừa bước ra, chị Lượng Lan là học lớp với tôi từ hồi lớp 4, lớp 5 á, cho đến trung học, cho đến ngày chị đi lấy chồng. Mời cả chị lên đây chụp với tôi một cái. Anh Ngô Phi Đàm là đem sách tới để dùng vì sách nặng lắm. Chị Hồng, chị Lan, chị Thái, chị Phương Chi, em Hoa, và chị dâu tôi và mẹ em Gia Long. Chị Chiêu là làm bánh bò. Em Thủy làm pate show. Và hai em Dương và Giao đâu rồi? Là làm thật đó. Quê lên đây chụp với cô một cái hình. Mời mấy chị lên đây. Thôi tôi đứng một mình đây này. Dạ, mời lên đây.